Xin chào, chúc mừng năm mới tất cả các anh chị em. Trong video đầu tiên của năm Canh Tí 2020 này, mình xin được thay mặt toàn thể anh chị em trong Ten Group, gồm cả Tentacles, Teenager hay Tentoon, gửi lời chúc hoành tráng nhất tới mọi người. Chúc anh chị em năm mới gặt hái những thành công mới, có những mục tiêu và cố gắng cho riêng mình. Và đừng quên ủng hộ cho Tentacles nhé. Và trong không khí rộn ràng, Tết đến xuân về tràn đầy niềm vui, việc quây quần bên gia đình thưởng thức vài bộ phim hay ra rạp trải nghiệm không khí Tết cũng là một ý kiến không hề tồi một chút nào cả. Anh theo dõi em hả? Vô tình đứng đột mưa thôi. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles. Sau đây là danh sách top 10 những bộ phim Việt nên thưởng thức trong dịp xuân Canh Tí. Nếu các bạn không phải là fan của phim Việt hay cảm thấy phim Việt rác rưởi thì thôi nào, năm mới bớt sân si đi ông ơi. Ăn Tết cổ truyền xem phim Việt nó mới chuẩn vị chứ đúng không? Còn bây giờ, bắt đầu thôi. Cảm ơn chị. Có những láng giềng như chị và cháu đây thì đất đai mãi mãi yên ổn. Số 10, 30 chưa phải là Tết. Là bộ phim nhằm tạo ra tiếng cười trong những ngày Tết tuyến xuân về và gửi gắm một thông điệp nhẹ nhàng về luật nhân quả cũng như tình cảm gia đình và bè bạn. Phải hơn con hai chữ không mày? Không. Mà tự nhiên cái nó xuất hiện. Tác phẩm khai thác yếu tố vòng lặp thời gian để nhấn mạnh nhiều chi tiết có vay ắt sẽ có trả, đồng thời tô đậm các mối quan hệ đã bị lãng quên, mang đến cho khán giả có cơ hội nhận ra ai, điều gì mới quan trọng cho cuộc đời của họ. Thí chủ là Hân mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với cha và thường xuyên bị đánh đập nên Hân hận người bố của mình, rời bỏ quê hương để lên thành phố lập nghiệp. Sau 12 năm, Hân trở về quê và tranh chấp đất đai cùng với chính cha mình với ý đồ làm giàu. Nhưng vô tình, anh bị rơi vào vòng lặp thời gian vô tận khi phải sống lặp đi lặp lại đúng ngày 30 Tết. Thì bây giờ hậu quả ông phải nhận. Câu chuyện hài nhẹ nhàng nhưng một lời nhắn nhủ ý nghĩa của sự đoàn viên và hướng thiện trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Sau những lùm xùm về việc đến ngày ra rạp, phim vẫn chưa vượt qua được vòng kiểm duyệt để lên sóng đúng dịp Tết này, mang đến bao nhiêu khó khăn cho nghệ sĩ diễn viên Trường Giang và nguy cơ anh phải lỗ mất 23 tỷ. Chỉ là một cách để chạy trốn thực tại mà thôi. Thì theo lịch, phim sẽ ra mắt đúng ngày hôm nay, mùng 1 Tết Canh Tí 2020. Thí chủ là ai đấy? Số 9, Cua lại vợ bầu, ra mắt năm 2019. Tao nợ mày à! Hai nhảm Trấn Thành. Chắc chắn đây là cụm từ mà rất nhiều bạn ở đây đã, đang và sẽ thốt lên câu nói này khi xem đến đây. Bản thân chúng mình cũng từng đánh giá như vậy với các bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên này. Nhưng sau hàng trăm lời thuyết phục từ vô số người, số ít các thành viên của Tentacles đã xem bộ phim và công nhận đây là bộ phim nên trải nghiệm. Thuốc này là thuốc giả đó. Cua lại vợ bầu xoay quanh chuyện Trọng Thoại và Nhã Linh, một cặp đôi yêu nhau từ cái thời mông đặt trên xe đạp của ghế nhà trường. 7 năm yêu nhau, Nhã Linh đã trở thành một doanh nhân thành công, còn Trọng Thoại vẫn mãi chỉ là một anh chàng sửa xe không có chí tiến thủ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng có những mâu thuẫn, cho đến một ngày Quý Khánh, chàng hot boy mà Nhã Linh thầm yêu ngày xưa, nay từ bền trở về với đầy đủ tiền tài danh vọng. Ủa, Linh, em cũng có khám ở đây nữa hả? Sang theo tôi vậy. Nội dung của Cua lại vợ bầu khá đơn giản, không có những tình huống đánh đố khán giả. Tuy là bộ phim tình cảm nhưng lại không quá sa đà vào nhiều câu chuyện tình yêu xến xẩm của các bạn trẻ. Thêm vào đó là những thông điệp về gia đình, về mối quan hệ hàng xóm láng giềng, bè bạn và người thân. Ngoài kịch bản đơn giản nhưng dễ tiếp cận, thành công của bộ phim lại bất ngờ nằm ở chính diễn xuất của Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc. Đồng thời, không thể bỏ qua khiếu hài hước của Mạc Văn Khoa, giúp ít nhiều khán giả nhìn nhận lại phim hài thị trường. Cua lại vợ bầu sẽ giúp các bạn nhìn lại chính bản thân mình khi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc và muốn tiến xa hơn trong tương lai. Vô tình đứng đột mưa thôi. Tình yêu không phải giống như mua một chiếc xe mới nhất, đắt nhất, hiện đại nhất. Tình yêu là tìm cho mình một chiếc xe phù hợp. Dù cho có hỏng hóc, cổ lỗ sĩ nhưng gắn bó, vẫn luôn vui vẻ sửa chữa để rồi đi tiếp. Bởi vì đã chơi xe cổ, có lỗ cũng chơi. Mà mày không đưa chìa khóa, bố tao lấy được à? Số 8, chuyện xảy ra trước Tết. Tuy ra đời cách đây khá lâu, nhưng bộ phim Chuyện xảy ra trước Tết vẫn luôn có một sức hút đặc biệt với khán giả. Nội dung bộ phim nói về đề tài nông thôn, xoay quanh mối quan hệ giữa các thành viên trong họ Hoàng ở thôn Hạ. Chuyện xảy ra trước Tết nói về âm mưu của ông Kiếm muốn chiếm nhà thờ tổ và đất của cụ Tự, bác ruột của mình. Để đạt được tham vọng, ông Kiếm tổ chức lễ thượng thọ cho cụ Tự thật linh đình và cùng em trai ruột là ông Đạo định nhờ người viết di chúc giả nhưng không thành. Phim vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa đem lại không khí làng quê giáp Tết với phong tục mừng thọ cho người cao tuổi, với tục gói bánh chưng, với những tình cảm đôn hậu, đơn giản nhưng đầy tình nghĩa.
Từ giờ đây, một xã hội hiện đại hơn, văn hóa làng xã cũng đã không còn nhiều. Những bộ phim như Chuyện xảy ra ngày Tết vẫn đem đến một cảm giác hoài niệm, làm chúng ta nhớ đến những nét văn hóa vào dịp xuân. Bố không ngăn cản gì nữa. Số 7, Giấc mộng quan trường. Giấc mộng quan trường là bộ phim hài Tết về đề tài dân gian của đạo diễn Linh Đồng. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hài nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt, nghệ sĩ ưu tú Ngân Hạnh, nghệ sĩ Trung Dân, Giang Còi, Thanh Hương, Trọng Lân. Giấc mộng quan trường nói về những thói hư tật xấu của tham quan trong xã hội phong kiến và cũng có lồng ghép câu chuyện cảm động về những con người chính trực, không bị chi phối bởi tiền tài và hư danh. Bên cạnh đó, phim cũng đề cập đến những vấn đề của cuộc sống hiện đại nổi cộm trong năm vừa rồi, như cháy nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông, nước sông Đà nhiễm bẩn, bụi mịn đầu độc không gian sống, sàm sỡ trong thang máy bị phạt 200.000 cùng những sự kiện khác. Theo đạo diễn Linh Đồng, ông tự tin cho rằng đây sẽ là một tác phẩm được đầu tư để thay thế cho Táo Quân Huyền Thoại này đã dừng phát sóng. Số 6, Chuyện vui ngày Tết, ra mắt năm 2004. Chuyện vui ngày Tết là một tác phẩm của hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được sản xuất năm 2004 với độ dài là 3 tập. Bộ phim kể về một gia đình có người con trai lớn mải mưu sinh cho đến tận những ngày cuối cùng của năm vẫn chưa về nhà. Vì lẽ đó, cha mẹ cậu đã lên tận thành phố để tìm hiểu cuộc sống của con mình. 5 giờ rồi, vô tắm rửa, ăn bánh canh với ngoại rồi về. Cuối cùng, sau bao thăng trầm, cùng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong công ty, mái con trai đã có những phút giây đoàn viên ấm áp. Ông đi họp rồi về tắm nhà. Nhà ông tới giống như bà ngoại. Số 5, Vị khách lúc giao thừa. Vị khách lúc giao thừa là bộ phim có nội dung khá đặc biệt so với các bộ phim khác trong danh sách này. Bộ phim xoay quanh một câu chuyện khá lạ lẫm, bắt đầu bằng việc người nghệ sĩ say xỉn vào nhầm một nhà người phụ nữ đã có chồng. Tôi không đợi đến giao thừa mới phá cỗ. Tôi mời chị. Người nghệ sĩ cứ nghĩ đang ở nhà mình nên tự nhiên mời hai mẹ con uống nước. Sau khi sự hiểu nhầm được hóa giải, hai mẹ con đã vui vẻ mời người nghệ sĩ ở lại đón giao thừa cùng với mình. Nhưng điều còn gây bất ngờ hơn, đó chính là họ đã vô tình quen nhau. Và cũng chính người nghệ sĩ này cuối cùng đã đem niềm vui trở lại với hai mẹ con khi mang đến cho mái ấm ấy một người chồng, một người cha. Bộ phim là bài học đầy thấm thía về lòng nhân hậu, tình người và tinh thần Tết. Mẹ con tôi xin nghe. Tôi thổi xong, chúng ta sẽ đi hái lộc đầu năm và thăm những người bạn của tôi. Cháu đồng ý. Số 4, Hoa đào ngày Tết. Hỡi những nam thanh nữ tú, nếu các chàng các nàng có nỗi sợ ám ảnh về câu hỏi bao giờ lấy chồng hay thế đã có ai chưa, thì xin chúc mừng, đây là bộ phim dành cho các bạn. Hoa đào ngày Tết là phim do đạo diễn Xuân Sơn thực hiện. Để làm yên lòng cha mẹ, Hải đã thuê Thảo làm bạn gái của anh để cùng về ra mắt gia đình. Đóng vai một cô gái thủ đô Hà Thành vô cùng xinh đẹp, nữ tính, dịu dàng, ngoan hiền, lại vô cùng tình cảm, Thảo đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm đối với gia đình nhà Hải. Quê ăn Tết kìa kìa. Với những tình cảm ấm nồng của gia đình Hải trong những ngày Tết cận kề, tâm hồn của cô gái Thảo đang chơi đã sao động và cảm thấy ấm áp. Và thế là hợp đồng giả tình thật xảy ra lúc nào mà Hải và Thảo không còn biết. Con cho bác gửi lời cảm ơn bố mẹ nhá. Thảo đã nhận ra những điều tuyệt vời nhất của gia đình và tình cảm của họ với nhau. Thế nhưng, cái kết bất ngờ đã khiến cho bộ phim trở nên lắng đọng, khiến người xem phải suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống. Sao lại không liên quan? Hoa đào ngày Tết để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả, giúp con người ta nhận thức nhiều hơn về tình nghĩa, tính nhân văn sâu sắc. Kìa em, lửa sắp tan rồi. Số 3, quả năm mới. Tết không chỉ là cơ hội để các thành viên trong gia đình sum vầy, Tết còn mang đến nhiều niềm vui cho trẻ nhỏ thông qua các phong bao đỏ lì xì. Đùa đấy, ngoài tin mừng tuổi, Tết còn mang đến niềm vui sướng cho các bạn nhỏ theo nhiều mặt khác nhau. Quà năm mới chính là bộ phim dành tặng cho các bạn nhỏ thiếu nhi trong dịp Tết đến xuân về. Đi từ đến nhà thầy đi. Mẹ ơi, con chả có bộ quần áo đâu ý cả. Cả tủ quần áo bảo là không có. Thôi được, coi như tôi mừng cô một bộ quần áo mới, được chưa? Bộ phim xoay quanh ba cậu bé tên Hiếu, Duy và Đản.
Duy là con trai duy nhất của một gia đình trí thức tại thủ đô, hiếu với biệt danh Gà Tây, là nhóc Việt kiều mới cùng bố từ nước ngoài về. Con Đản là cậu bé nghèo từ quê lên, phải đi đánh giày kiếm sống qua ngày ở túp lều ven sông với một cụ già. Vào đi cậu. Nhưng mà cũng sợ nhỉ. Mỗi người một xuất thân, một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng bất ngờ một biến cố xảy ra và hai chàng cậu ấm đã quen biết và cần thấy sự giúp đỡ của Đản và dần thân với nhau. Khi biết gia cảnh của cậu bạn, hai bạn đã tặng họ món quà ý nghĩa. Kết thúc bộ phim, mỗi người đều nhận được món quà mà mình mong muốn có. Bộ phim là một bức thông điệp tuyệt vời về tình bạn, về cuộc sống, về sự quan tâm và thấu hiểu chia sẻ với nhau, với những mảnh đời còn bất hạnh. Santana thân mến, một mùa xuân thực sự đã đến với mình. Mùa xuân ấy đã đến từ chiều 30 Tết. Số 2, ngày Tết nhiệm màu. Thế đến Tết bố về hả mẹ? Đến Tết bố về. Ngày Tết nhiệm màu là một bộ phim cảm động về một cái Tết đầy hạnh phúc nhưng cũng chan chứa ba màu sắc diệu kỳ. Câu chuyện có nội dung xoay quanh một cậu bé nhỏ với một mong ước về một mái ấm gia đình có đầy đủ cha mẹ. Chụp đi chị ạ. Vâng, thế chị gói cho em. Có thích không con? Vâng, thích quá, sắp đến Tết rồi. Trải qua rất nhiều khó khăn, những biến cố và những hiểu lầm, điều ước của cậu bé đã được thành hiện thực. Người cha mà cậu luôn hoàng mong ước đã xuất hiện bên cạnh cậu những giây phút giao mùa. Tôi chờ người trực hộ rồi. Hả? Chúng nó bảo bố con là ông bà bị. Không phải thế đâu. Ngày Tết nhiệm màu là một tác phẩm có ý nghĩa về tình cảm gia đình, đáng để bạn xem trong dịp Tết. Hướng chúng ta đến sự đoàn viên trong dịp lễ Tết, một cái Tết ấm no và tràn đầy yêu thương. Tôi không thể có con. Nhờ chị và cháu bé mà tôi đã nếm trải được hạnh phúc của một người cha. Không, con có một số thay đổi đấy ạ. Số 1, Tết này ai đến sông nhà. Chúng ta vẫn thường ngóng chờ mỗi đêm 30 để được xem những nghệ sĩ nổi tiếng như Quốc Khánh, Quang Thắng, Chí Trung cùng những nghệ sĩ khác cùng nhau diễn vở Táo Quân Chầu Trời tràn đầy tiếng cười và niềm vui. Em kia 32, tuổi Dậu, mệnh Hỏa. Có nghĩa là em kia sẽ át vía ông đấy. Nên khi tỏ tình, ông phải ngồi chỗ nhiều cây. Tết này ai đến sông nhà của đạo diễn Trần Lực là một tác phẩm độc, lạ, hay và ba cái tên chúng mình vừa kể trên đã là linh hồn tuyệt vời của bộ phim này. Cháu cảm ơn hai bác ạ. Cháu mạnh dạn lên em. Bộ phim thuê chân một thanh niên Bolshevik thời đại tên Thi do Quốc Khánh đảm nhận, một kiến trúc sư giỏi nhưng kén chọn, keo kiệt và buồn xỉn, đang áp lực trước lời hứa với cha mẹ rằng Tết năm tới anh sẽ đem về một cô bạn gái để ra mắt. Thi ơi, con làm sao đấy? Mẹ để cho con yên. Bộ phim tràn ngập đầy tiếng cười với hàng loạt những tình huống chéo ngoe về anh kiến trúc sư 40 tuổi đầu này trong cuộc tán gái với màu sắc đầy hài hước nhưng cũng rất đời thường. Đặc biệt, cái kết của bộ phim cũng vô cùng bất ngờ và khôi hài, khiến anh chàng tên Thi này phải nhận ra những sai lầm của mình. Không đáng để phải làm việc nặng nhọc như thế này. Để anh. Bên cạnh Quốc Khánh, hai ông bạn thân ai nấy lo do Chí Trung và Quang Thắng đảm nhận cùng hàng loạt những nhân vật khác cũng đã góp phần gây thêm tiếng cười và sự độc đáo, khắc họa đầy đủ tính trào phúng về một thời kỳ trước đây của xã hội. Đánh xong rồi, đạp xe cho nó thay đổi không khí tí. Tết này ai đến sông nhà được coi là bộ phim vô cùng phù hợp để cả gia đình quây quần bên nhau trong những màn dọn nhà sắm Tết đầy vất vả. Chúc mừng. Trên đây là top 10 bộ phim bạn nên thưởng thức trong dịp xuân canh tí. Bạn ấn tượng với bộ phim nào? Hãy bình luận cho chúng mình biết nhé. Mọi đóng góp ý kiến, gợi ý đề tài các bạn có thể đề xuất trong đường link ở phần mô tả. Những ông nào mà chưa lau bàn ghế, dọn bát, dọn đũa thì nhanh chóng chóng lên để còn mở phim lên xem. Một lần nữa, xin chúc tất cả các anh chị em có một cái Tết thật thoải mái, thư giãn, có tiền thì tốt và tốt nhất là không bị tăng cân. Nếu bạn cũng đồng ý với bảng xếp hạng trên, đừng quên like, share và subscribe Tentacles để cập nhật những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. À quên, chúc mừng năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Ông nào chưa đặt mua tai nghe thì đặt mua đi nha. Ông nào đã xem quảng cáo tai nghe chưa nhỉ? Đã có quảng cáo tai nghe chưa nhỉ? Đặt mua đi.